Hello anh em, chào mừng em trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình là Thần Biêu Đức. Đây, idol đây rồi. Fairy F8 Chibuto. Ồ rồi, anh em nhìn nha. Nó chạy mà nó đẹp gì đâu luôn á. Không từ nào để chê được. Quá mực mà. Anh em thấy góc quay này đẹp không? Bao phê luôn ha. Đấy, anh Cường đi đâu thì anh em xem tiếp nha. Đấy rồi. Tưởng anh ghé nhưng mà anh không ghé anh em ơi. Đó, anh đi đua siêu xe với lại idol Phan Công Khanh và bên FBC. Đấy thì bây giờ đi qua bên đây. Đó, chạy nhưng mà không có ghé. Còn đây là buổi upline của Việt Rally. Đấy, chuẩn bị cho hành trình siêu xe tại Mũi Né Phan Thiết. Đó. Điểm danh nha anh em, điểm danh, điểm danh. Đấy, đây có dàn siêu phẩm quá ghê luôn. Đó, Aventador tứ quý 9, McLaren 720S, 650S. Đây là Galactro. Đó, F12 Berlinetta, 458 Spezzole, Aston Martin One Beat Wish. Đấy, Aventador S thì còn nữa nhưng mà anh em phải coi tới hết clip kìa. Đấy, con này đổ kit rồi. Đây có Cayenne Cup luôn. Bộ mâm đã lên luôn anh em ơi. Ở đây là siêu phẩm của anh Hoàng Kim Khánh, Aventador S đầu tiên về Việt Nam. Với giá trị đồn đoán là 40 tỷ đó anh em. 38-40 tỷ. Quá kinh khủng. Cho một chiếc siêu xe bò. Nãy ngắm phần đầu phải không? Giờ ngắm phần mông lên nha. Đây là siêu phẩm 458 Spezzole anh em. Đó, cái con này rất là đặc biệt. Cái âm thanh nó quá là khiếp luôn. Nó là dòng hút khí tự nhiên. Máy V8 hút khí tự nhiên. Bây giờ đa số F8 hay 488 là nó twin turbo hết ấy. Giáo rồi, tăng áp kép á, chứ không còn hút khí tự nhiên nữa. Vanquish này thì cũng máy V12 nè. Đó, F12 hút khí tự nhiên. Đây là Galactor hút khí tự nhiên. Ôi, em này là đàn anh của Hurricane. Có nghĩa là nó là sau khi nó ra xong cái dòng này thì nó sẽ tới cái dòng Huracan. Đấy, Aventador tứ quý 9 đầu tiên về Việt Nam năm 2012. Còn tới giờ nhiêu năm mà anh em? 10 năm. Còn đây là anh chủ của chồng của chị Đoàn Duy Băng đi con McLaren 720S Spider. Và đây có cả 650S Spider. Đây là thanh địa siêu xe Sài Gòn nha anh em. Xe Continental Sài Gòn nè. Đó, mình có hay đăng trên cái group xe và đam mê á, anh em nhớ ra xem để mình up cho anh em để ra ngắm xe chung nha. Nhớ like subscribe kênh đó luôn. Một Ford Mustang Cobra Z1 đời 1969. Đấy, đây là toàn cảnh cái buổi upline nha anh em. Đây chuẩn bị bàn để chốt số lượng coi bao nhiêu siêu xe sẽ đi Mũi Né Phan Thiết. Đó, đam mê là không có điểm dừng nha anh em. Passion with no end. Ai cũng có đam mê. Đây bất cứ kể nam hay nữ hay là bạn trẻ hay bạn hay có công việc này gì kia, nhưng mà đi ngang qua đây là phải làm vài bích. Đó, anh em thấy không? Rất là đông luôn. Cơ hội thì ngắm siêu xe rất ít nên là anh em nhớ ra để ngắm chung với mình. Hello. Đấy, người đam mê thôi, đầy luôn. Góc nào cũng đẹp anh em à. Quay nhiều góc cho anh em xem. Đấy, em tứ quý 9 này già lắm rồi nhưng mà vẫn còn hot hết anh em. Mỗi khi nẹp bô lên là thôi. Khỏi phải bàn cãi luôn. Lambo Mini. Đó anh em, nữ nam gì cũng mê thôi. Nhìn thấy Lambo phè hay là McLaren là cũng mê thôi. Ồ, thấy anh Tây này không? Anh Tây đội đóng bảo hiểm, chạy xe máy, dừng xe, quăng xe vô đây chụp hình luôn. Đam mê nó phải thế anh em ạ. Mặc dù trời rất nắng nha anh em. Trời này cũng phải 38 độ, phơi lắm. Ồ, nam nữ gì cũng chụp hình nha. Mấy bạn trẻ nè. Quá đẹp mà. Đấy. Đó, em này rất mình rất thích nha. Nếu mà có tiền mà mua được em này thôi, độ bô đi đâu cũng được cái này nè.
tiếng vô rất hay. Ở phè 2-3 chiếc, Lambo 2-3 chiếc, McLaren 2-3 chiếc. Thì đây là ba dòng siêu xe hot nhất của Việt Nam hiện tại. Nhưng mà ở buổi này thì nó còn có thêm mấy cái dòng lạ lạ như Aston Martin nè, Audi R8 nè, Mercedes nè. Ở đây là MG Rabat. Thôi nó quá hầm hố, kinh khủng khiếp luôn anh em. Ở mình ngắm em này thì không có từ gì diễn tả luôn. Rabat. Rabat. Kinh. Đó, body nữa kìa, bộ mâm kìa, hệ thống ống xả kìa, FI. Ở đây là một Ford Mustang Cobra. Đó, thêm một em McLaren 720S Spider nữa. Ủa, bản cúp chứ, bản cúp. Và đây là Cayenne cúp. Rồi, em này từng về rất là hot tại Việt Nam nè, mà bây giờ mới gặp lần đầu luôn. Đấy. LB, em này độ 800 mã. Theo như anh Khánh chia sẻ thì em này đã độ 800 mã. Và anh Khánh chuẩn bị về một đại siêu phẩm hai bậc kìa. Đấy, Audi R8 nè, V10 Regular Tuning. Ở đây là idol K Concept anh em. Cái kênh K Concept đó, anh em nhớ nhấp vô và like subscribe cho bạn ấy. Một like, một subscribe nha. Rồi, con này của anh chủ bầu ngư nhất phẩm, rất nổi tiếng tại Sài Gòn. Galactor thì anh Liêm. Anh Liêm showroom bên quận 5, showroom nổi tiếng siêu xe tại Việt Nam. Còn R8 của anh Nhật Lê. Trời ơi, mấy xe máy chạy ghê quá, ở mô tô chứ. Đó, mấy anh đi rồi nè, anh em nghe tiếng vô nha. Rồi cảm ơn anh em đã like, subscribe kênh mình nha. Nhớ like, subscribe cả hai kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Huh?